Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào các bạn đến với kênh City Hack Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Ở video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái nội dung rất nhiều bạn làm kênh YouTube mới sẽ quan tâm cái điều này. Đó là tại sao cái kênh YouTube của bạn không có view, mặc dù các bạn làm rất nhiều video nhưng các bạn sẽ gặp cái vấn đề này rất là đau đầu, không hiểu vì sao là cái kênh của chúng ta làm rất nhiều video mà các bạn nghĩ là video các bạn làm hay nhưng vẫn không có view. Thì nguyên nhân là do đâu? Thì hôm nay mình sẽ phân tích thật là kỹ những cái ý này, hy vọng rằng các bạn sẽ tìm đâu đó một cái cách, một cái hướng giải quyết tốt hơn để các bạn có thể cải thiện cái chất lượng video trên kênh YouTube của các bạn ha. Rồi, đầu tiên thì trước khi vào nội dung chính thì cái điều đầu tiên mà cái video các bạn không có view đó là kênh của bạn là một kênh YouTube mới. Cái này là các bạn nên ghi nhớ cho mình. Một kênh YouTube mới thì chắc chắn khi các bạn đăng video lên thì sẽ không có view. Cho dù các bạn làm hay, các bạn làm chủ đề nhiều người quan tâm, các bạn làm video theo xu hướng, các bạn làm chuẩn SEO, chất lượng video của bạn quay đỉnh cao luôn, hiệu ứng các bạn làm đẹp, nhưng số lượt người xem video các bạn vẫn là không, và nếu có thì nó cũng rất là thấp. Bởi vì một cái kênh mới nó chưa có tồn tại trên YouTube thì tất cả mọi thứ YouTube đánh giá là nó là một cái gì đó mới mẻ, và bạn sẽ không nhận được bất kỳ một lượt xem nào từ việc đề xuất, từ việc sale video, bởi vì không có kênh nào mới tạo mà các bạn đăng lên là nó lên top YouTube liền, rất là lâu, rất là khó. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên các bạn nhớ nha. Và đây là cái nguyên nhân hết sức bình thường nha các bạn đừng lo lắng. Kênh mới ai cũng vậy, những kênh lớn đều như vậy hết. Đầu tiên nó sẽ không có view, một thời gian sau nó mới có view nha các bạn, chứ không phải là các bạn làm không hay mà các bạn làm không đúng cách. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài ý mình phân tích ở đây nha. Cái thứ nhất khiến cho kênh YouTube các bạn không có lượt view đó là video của bạn không xuất hiện ở những kết quả tìm kiếm đầu tiên. Nếu như các bạn làm video mà các bạn không chú trọng việc sale á, mà các bạn cứ làm ngẫu nhiên, các bạn cứ thích cái gì các bạn làm, các bạn không tối ưu sale, các bạn không tối ưu những cái video đó lên top YouTube thì sẽ rất khó khăn với những kênh YouTube mới ha. Còn nếu như kênh bạn đã lâu rồi thì cái số 1 này nó cũng không có quan trọng, bởi vì các bạn cũng đã thấy một vài kênh YouTube lớn họ đặt những cái tiêu đề video nó không có chứa từ khóa ha, rồi mô tả thẻ tắt tất cả mọi thứ, nhiều khi họ để trống luôn nhưng lượt view của họ cả trăm ngàn, thậm chí cả triệu view. Thì cái đó là do kênh của họ lớn, họ thừa hưởng từ cái lượng subscribe có sẵn. Thứ hai là họ đã thừa hưởng lại cái lượt đề xuất từ những kênh lớn cùng chủ đề với họ ha. Nên nếu như bạn là một kênh nhỏ thì hãy tận dụng cái việc sale video YouTube nha, thì nó sẽ giúp bạn cải thiện rất là nhiều lượt xem. Và những kênh YouTube của mình đều làm cái cách này, mình tối ưu sale tốt để nó lên top, và chính những cái video lên top nó đã kéo cả kênh YouTube của mình lên đó các bạn. Việc sale thì nó rất đơn giản, ở trên kênh YouTube của mình có hướng dẫn rất là nhiều cái video về vấn đề này rồi, các bạn có thể lên YouTube các bạn search lại ha. Đây các bạn có thể lên YouTube các bạn search lại. Sale video thực ra nó không khó ha. Nó chỉ có một vài cái thao tác thôi. Sale video lên top YouTube rất là nhiều ha. Đó, đây là video của mình lên đầu luôn nè, các bạn thấy không? Đó, các bạn chưa xem thì hãy xem để tìm hiểu cái cách mình đã từng làm nha. Còn nếu như các bạn muốn theo dõi thêm thì có thể ghi tên kênh của mình vào đây, Studio CD hay Studio, nhấn vô thì sẽ ra tất cả các video mình hướng dẫn về SEO YouTube. Rồi, trở lại với bài học hôm nay, đó là cái ý thứ nhất nha, các bạn nhớ nha. Rồi, cái ý thứ hai, các bạn hãy kiểm tra lại các thông tin đi kèm video xem nó có đã đủ chưa, về thẻ tiêu đề, từ khóa, thẻ tắt, mô tả. Cái này là mình nói trên kênh nhỏ, kênh mới làm nha, những kênh lớn thì cái này có thể bỏ qua ha. Như lúc nãy mình đã phân tích ở cái phần thứ nhất, các bạn cũng hiểu đúng không? Rồi, cái thứ ba, cái này cực kỳ quan trọng này, do đó mình đã nói lại các thông tin này kỹ hơn so với số 1, số 2 này. Các bạn xem được ha.
vì sao người xem người ta lại phải xem video của bạn, các bạn mới trả lời câu hỏi đó được, thì bạn mới tạo sự khác biệt đối với những kênh YouTube khác. Thế nè, những điều mà người xem không thể tìm thấy ở những cái video khác, những kênh khác mà họ chỉ tìm thấy ở cái kênh của bạn là gì? Nếu như bạn trả lời được câu hỏi này thì cơ hội bạn tiếp cận được đối tượng người xem cái chủ đề đó rất là cao. Giá trị nó mang lại cho người xem là gì? Vì thế bạn hãy đầu tư nội dung video thật là chất lượng để thuyết phục người xem rằng cái nội dung của bạn có cái chất riêng và có cái giá trị mà khách hàng người xem người ta mong muốn tìm kiếm nội dung trên YouTube, và chỉ có bạn có cái nội dung đó, hoặc là bạn và kênh khác đều có cái nội dung đó nhưng của bạn nó nổi bật hơn một khía cạnh gì đó về một cái đặc điểm hoặc là một cái sự việc gì đó bạn có nhưng cái kênh khác họ không có, thì đó là cái mấu chốt, cái sáng giá mà giúp cho kênh của bạn giữ chân người xem video rất là hay. Nhớ nha bạn, hãy trả lời. Nếu như cái câu hỏi này mà các bạn không trả lời được mà bạn là một kênh YouTube mới thì thật sự là cái video và cái kênh của bạn là rất là lâu nếu như bạn cứ để nó view nó tăng lên một cách tự nhiên. Rồi cái thứ tư, nội dung video các bạn phải độc đáo và hấp dẫn ha. Và các bạn đã thấy một số cái quảng cáo trên YouTube, quảng cáo Google AdWords á, nó hiển thị ở trên cùng khi các bạn vào trang chủ YouTube đúng không? Mấy ngày gần đây có cái quảng cáo của dịch vụ giao đồ ăn của Grab á, Grab Food á, video rất là ý nghĩa ha, chỉ có 2 phút thôi. Nó nói về dịch vụ giao đồ ăn của Grab mà bị từ chối, và anh Grab phải cầm 2 ổ mì trong mưa và phải chia sẻ với lại đồng nghiệp của mình, rất là đơn giản và nó đụng chạm cảm xúc của người xem, mà cái video đó đã đạt 2-3 triệu view rồi và rất nhiều người người ta quan tâm và người ta đồng cảm cái clip đó ha. Không phải vì kỹ xảo hay, bối cảnh hay, nhân vật đóng hay, nhưng mà vì cái nội dung nó đụng chạm tới cảm xúc của người xem video, thì đó là cái chúng ta cần học hỏi. Với cái đó thì nó sẽ giúp cho người xem người ta sẽ ủng hộ bạn và sẽ tiếp tục theo dõi nếu như bạn còn ra những cái video clip tiếp theo. Cái đó là chúng ta cần phải học hỏi cái này. Rồi, cái thứ năm là thời lượng video, cái này cũng cực kỳ quan trọng. Nhiều bạn mới làm kênh YouTube mà các bạn cứ làm video 10 phút, 20 phút thì các bạn sẽ bị đuối và khán giả họ cũng đuối luôn. Tức là bạn là một kênh mới, bạn chưa có gì và chắc chắn là khả năng làm phim, khả năng của bạn sẽ hạn chế, nên hãy cố gắng làm clip cô đọng nhất có thể, 5 phút thôi, thậm chí là 2-3 phút cũng được. Các bạn thấy những cái clip quảng cáo cô đọng họ chỉ làm 2-3 phút, đâu ai làm 10 phút đúng không? Đó, hãy cố gắng làm cô đọng nhất có thể để nội dung hay nhất nó nằm trong cái đoạn clip của các bạn, chứ đừng làm dài quá lan man, thì người xem người ta sẽ rất là khó chịu để theo dõi hết các video của các bạn. Rồi, đó là cái thứ năm. Rồi cái cuối cùng là chất lượng video không cao, cái này cũng là một cái cực kỳ quan trọng để người xem có ủng hộ kênh của bạn hay không. Bởi vì một cái video mà các bạn làm quá tệ về chất lượng, các bạn quay quá rung hoặc là các bạn quay quá ồn, âm thanh không rõ, thì người ta có vào xem thì người ta sẽ bỏ đi và không bao giờ người ta xem nữa. Đó là cái các bạn nên nhớ nha. Ok, thì trên đây là những cái hướng dẫn và cái chia sẻ của mình về những nguyên nhân kênh YouTube của bạn sẽ không có view. Hy vọng rằng cái này sẽ giúp ích được cho bạn rất nhiều ha. Nếu như các bạn có câu hỏi gì về vấn đề này có thể comment bên dưới video, và nếu như các bạn yêu thích nội dung này hãy like và chia sẻ video giúp mình. Đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình để đón xem clip tiếp theo về hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình nha. Xin chào, chúc các bạn thành công.